Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft công viên khủng long. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, đăng ký kênh và nhớ vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Ôi, trong tập ngày hôm trước á, mình đã tiến hành nuôi xong 8 loài rắn cũng như là 4 loài bọ cạp rồi các bạn ơi. Và tập ngày hôm nay mình lại gặp thêm được 2 em rắn nữa nè. Ôi, hình như là rắn hổ mang thì phải á các bạn à. Ôi, nguy hiểm vãi chưởng luôn đó. À, lâu lắm rồi mình mới thăm lại chuồng của mấy em khủng long bạo chú nữa các bạn ơi. Wow, tụi nó chơi đùa nhìn vui quá à. Cái con kia sao nó chạy vòng vòng cái cây vậy? Ngáo vãi chưởng à. Ui, nó đá cái banh ra tuốt cái này luôn các bạn ơi. Mình đang lấy lại mới được. À. Ôi, ở dưới đây á, mình thấy nó khá là nhiều rắn ha. Cũng như là zombie nè, skeleton và nhện. Wow, nguy hiểm vãi chưởng luôn đó. Để mình cất đồ lại vào trong cái ba lô đi ha các bạn ha. À, thì trong tập ngày hôm nay á, mình sẽ tiến hành làm luôn hai cái loài mèo lớn cuối cùng trong cái series này, đó chính là báo đen cũng như là hổ trắng nha bạn ơi. Hai cái loài nó khá là trái ngược màu với nhau. Và ở ngoài này mình đã tiến hành tạo luôn hai cái khung chuồng cho tụi nó rồi nè các bạn ơi. Lần này chúng ta sẽ sử dụng những cái loại vật phẩm khác nhau, khác với lại những cái tập trước. Mình sử dụng cái loại stone brick đã được chisel theo cái kiểu này nè các bạn ơi. Còn những cái trụ thì mình xài bằng cobblestone. Ngoài ra thì chắc mình cũng sẽ dùng những cái máy bằng thạch anh quá các bạn à. Ôi, dưới đây chúng ta còn mấy em chồn, mấy em thỏ nữa nè. Wow, chuồng cho chồn và chuồng cho thỏ rồi thì chắc mình sẽ để dành trong những cái tập tiếp theo nha các bạn ơi. Mình còn ninja ru rồi nữa. Ôi, và chỗ này mình đã có được một em báo đen luôn các bạn ơi. Wow, nhưng mà đây là báo đen kích thước khá là to. Con này thì mình không có thể thuần hóa được các bạn ơi. Nó cũng khá là giống với lại hổ trắng á. Cái con hổ trắng nhỏ thì chúng ta không có thể mà tìm thấy được các bạn ơi. Hoặc nếu mà nó có tồn tại á, thì cái tỷ lệ của nó rất là thấp luôn đó các bạn ơi. Ôi, báo đen bự nè. Thôi, để bây giờ mình đi làm chuồng cho xong trước đi, rồi chúng ta sẽ tính tiếp nha các bạn ơi. À, chúng ta sẽ tiến hành đi làm chuồng nè. Ở đây thì mình sẽ tiến hành lấy mấy cái loại stone brick ra trước nha bạn ơi. Mình phải chisel cho nó đúng với lại cái loại này. Đó, stone brick chisel. Chỉ một cái loại này thôi các bạn ơi. Còn cobblestone thì mình sẽ chisel theo cái loại trắng trắng này nè. Đó. Ủa đâu rồi, mất tiêu rồi. Ủa đâu mất tiêu rồi. À đây các bạn ơi. Mới nhìn có một tí mà nó muốn hoa mắt luôn rồi. Sẵn tiện thì chắc mình cũng sẽ tạo thêm mấy cái carpenter door quá các bạn à. Đầu tiên thì mình sẽ tạo mấy cái que trước đi ha. Chúng ta sẽ cần mấy cái carpenter door nè. Ui, chúng ta sẽ cần khá là nhiều đó. Mình sẽ tạo tầm 4 cái carpenter door nha các bạn ơi. Không biết có đủ không nữa. Ui, như đây thì tạo được có 3 cái thôi. Mình lại thiếu mấy cái que nữa rồi. Mình sẽ phải tạo thêm que các bạn à. Tạo thêm que cũng được. Đó, và mình sẽ tạo thêm mấy cái carpenter block nè. Chúng ta sẽ tạo một cái carpenter door nữa. Có mấy con zombie nó kêu gần mình. Mình sợ vãi chưởng các bạn ơi. Và chúng ta sẽ cần tạo thêm 8 cái nút ha. 8 cái nút là đủ rồi các bạn ơi. Ok, mình sẽ đặt những cái cửa vào đây trước nha. Đầu tiên là những cái cửa và chúng ta sẽ đặt 4 cái nút vào trong đây luôn. Trước tiên là như vậy trước đi. Và qua bên này cũng như vậy luôn các bạn ơi. Mình xài cửa đôi nè. Nhìn cho nó to. Có mấy con nhện nó đang đi dưới chân mình nè. Sợ vãi. Và mình sẽ lấy luôn thạch anh ra đi ha. Thạch anh của tôi đây đây rồi các bạn ơi. 19 block thạch anh thôi. Đó, cho cái cửa nó sang sang thêm một xíu. Củ trắng nữa bạn. À, cửa này thì khi bấm nút á, nó sẽ mở ra và tự đóng lại cho chúng ta. Nói chung thì cũng khá là tiện thôi. Đó, và đây chính là cái hệ thống cửa đầu tiên nè. Bây giờ thì mình sẽ xây cái chuồng lên cho nó nhanh luôn đi ha. Ui, cái gây quanh của mình không biết còn nữa không nữa. Ủa, cái gây quanh của mình để đâu rồi ta? À đây đây. Trời ơi, gây quanh ở trong đây mà tôi đi tìm ở đâu á. Thì giờ cái chuồng này chắc mình sẽ xây cho nó cao tầm 5 ô thôi nha các bạn ơi. Đầu tiên thì mình cũng sẽ lấy luôn những cái reinforced glass ra luôn đi nè. Những cái kính cường lực đây các bạn. Ủa, kính cường lực mình để đâu rồi? À đây rồi. Tưởng buồn đâu chứ. Đây, chỗ này thì lên 3 ô nè. Đó, và sau đó thì chúng ta sẽ đóng lại bằng những cái stone brick này các bạn ơi. Đó,
chỉ như vậy thôi. Bên này thì mình sẽ đặt bằng cobblestone nha, tại vì đây là cái trụ mà. Đó, cobblestone lên và kéo stone brick ra. Ok, hợp lý rồi đó. Mình sẽ làm bên này trước đi ha. Sao có tiếng cái con zombie nó gần mình vãi chưởng vậy? Sợ thiệt sự luôn á. Rồi, đó. Căn bản là xong được cái khung rồi đó các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ kéo ra thôi. Đây. À, nói chung như vậy là cũng khá là ổn rồi đó. Và ở đây thì chắc mình cũng sẽ tiếp tục xây luôn cho nó lẹ đi ha. Như thế này thôi các bạn ơi, rất là đơn giản thôi. Rồi chỗ này thì chúng ta sẽ tạo những cái trụ lên nữa thôi nè. Những cái trụ. Mình sẽ kéo 3 ô trước đi ha. Tí nữa rồi tính tiếp các bạn ơi. Mới xây có một xíu thôi mà cái thanh thức ăn của mình nó đã bị giảm xuống trầm trọng rồi nè. Hoạt động có một xíu xíu thôi à. Vãi cái chưởng hả. À, cái loại stone brick này thì nó không có tự thay như là cái loại stone brick cũ ha. Sức kỳ vậy. Rồi bên này thì mình sẽ kéo ra, chắc kéo tầm 5 ô các bạn ơi. Đó, 5 ô như thế này. Và bên mặt bên này cũng 5 ô thôi. Rồi bây giờ thì lắp những cái reinforced vào. À, cho nó trong suốt đây nè. Có cái cây quan này nó xây rất là nhanh luôn, xịn thiệt sự. Tí mình lại phải xây cái chỗ chơi cho tụi nó nữa chứ. Quên mất. Để mình ăn một miếng coi, rồi chúng ta sẽ tiếp tục xây tiếp nha. Bên này thì mình sẽ tạo một cái trụ. Một cái trụ bằng cobblestone thôi. Bên này thì kéo 3 ô, bên này cũng 3 ô thôi các bạn ơi. Ủa, bên này là 3 ô hay là 5 ô vậy ta? Ôi bên đây là 4 ô hả? À, 4 ô thì cũng được. Là một phát bên này và một phát bên này luôn các bạn ơi. Trời nó cũng đã tối rồi, chắc mình sẽ đi ngủ một phát coi. Ui, có mấy con quái vật nó gần mình nè. Nên không có ngủ được đó các bạn. Rồi, xong rồi. Sáng sớm rồi, chúng ta sẽ xây cho nó an toàn một xíu. Ui, xong đây mình lại làm bị lệch ta. Bên đây 3 ô và bên đây 4 ô hả? Không, mình nghĩ 4 ô nó sẽ rất là đẹp các bạn ơi. Mình nghĩ chỗ này là 4 ô nó đẹp hơn các bạn ơi. 3 ô thì nó hơi bị xấu. Lại chia sổ lại. Mình lại chia sổ thành reinforced glass thôi nè. Và chỗ này sẽ xây là 4 ô nha. Và chúng ta sẽ đặt những cái reinforced glass vào thôi. Để mình có thể tham quan được mấy cái em báo đen nè, cũng như là hổ trắng đó các bạn. Ok, giờ thì mình sẽ chỉnh lại cái chế độ để mà xây. Đây rồi. Đây rồi, đó, ngon lành rồi đó. Đó chỉ là một mặt thôi, chúng ta sẽ qua những cái mặt còn lại các bạn ơi. Đó, hai mặt, ố, có hai mặt thôi à. Làm tôi tưởng còn nhiều mặt chứ. Cái này thì mình xây theo cái kiểu khác với lại hai cái chuồng của hổ và sư tử. Đó. Chuồng này thì mình xây là ngũ giác thôi, chứ không có lục giác nữa các bạn ơi. Sẵn tiện thì mình sẽ tạo luôn những cái slab bằng thạch anh nha các bạn ơi. Công thức thì nó rất là đơn giản thôi. Đó, chúng ta sẽ tạo luôn tầm mấy stack luôn đi ha. Theo mình nghĩ là tầm 3 stack đi. Cho nó vừa với lại hai cái chuồng của mình đó. Rồi chúng ta sẽ đặt những cái slab bằng thạch anh ở trên đây. Để mà tránh cho quái nó xuất hiện đó các bạn ơi. Gây nguy hiểm cho mấy em hổ cũng như là báo của chúng ta đó. Hoặc có thể là mấy con hổ với lại mấy con báo mà thấy quái là nó múc luôn đó các bạn ơi. Mình cũng chưa rõ nữa. Ồ, chuồng này thì nó lạ hơn. Ôi, cũng hợp lý. Lâu rồi mới thấy lại cái kiến trúc kiểu như này đó các bạn à.
Ấy chết. Trời ơi. Xay lộn như này là chết tôi luôn đó. Rồi và bữa nay là xong. Ok, đã xong một cái chuồng các bạn ơi. Và chắc bây giờ mình cũng lắp glowstone vào luôn đi ha. Đây, glowstone có rất là nhiều các bạn ơi. Lắp glowstone vào luôn cho quái nó tránh xuất hiện nè. Đó, một cục bên này. Nói chung là bốn góc bốn cục trước các bạn ơi, rồi tính tiếp nè. Chuồng hổ thì phải cần xây cho nó chơi nè, còn chuồng báo đen thì mình chưa rõ. Chắc chuồng báo đen thì khỏi đi các bạn ơi, chuồng hổ là được rồi. Rồi chúng ta sẽ tiến hành xây cái chỗ cho mấy cái em kia chơi nè. Và mình sẽ cần mấy cái stone bình thường. Chúng ta sẽ tạo những cái stone lab này đi ha. Ok, một đống stone lab luôn nè. Mình sẽ đặt đâu đó tầm chỗ này đi. Để mấy em hổ của chúng ta còn có chỗ mà chơi nữa đó các bạn ơi. Mình sẽ xây tầm 3 tầng thôi ha. Nói chung chỗ này chỉ là cái chỗ leo trèo cho tụi nó thôi bạn ơi, chứ nó cũng không có gì gọi là ghê gớm lắm. Hả? Cho lâu lâu nó trèo lên đây nó chơi thôi nè. Đó, nó nằm trên đây thôi các bạn ơi. Còn bên đây thì chắc cho mấy cục nữa đi ha. Rồi, thế là chúng ta đã có được hai chỗ cho mấy em hổ chơi rồi các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ trồng cây vào trong đây nha. Chúng ta sẽ trồng cây gì đây ta? Chắc trồng luôn cây rừng làm thứ nhất nè. Cây acacia, cây gỗ sồi sẫm màu. Trước mắt là ba loại này trước đi. Đầu tiên thì mình sẽ trồng một cái cây rừng chính giữa cái chuồng đi ha, nhìn cho nó hùng vĩ một xíu các bạn ơi. Uầy, một cây rừng khổng lồ luôn nè. Mấy em hổ thì chắc sống ở rừng mà. Cứ trồng cây rừng cho tụi nó trước đi rồi tính tiếp. Sau đó thì mình sẽ trồng một cái cây gỗ sồi sẫm màu ở đây. Cho nó siêu rậm rạp luôn. Và một cây acacia ở đây đi các bạn. Ok, có vẻ là ổn định rồi đó. Tí nữa mình sẽ đi bắt hổ và bỏ vào trong này nha. Rồi, bây giờ thì đi qua bên kia và mình sẽ tiến hành làm luôn cái chuồng cho mấy em báo đen nha các bạn ơi. Hả? À, lấy thịt ra ăn một miếng coi. Đó, xong cái chuồng của mấy em hổ đây nè, ngon lành. À, bên đây mình còn một cái lồng chim cho mấy em chim khổng tử cổ đại đó các bạn ơi. Nhưng mà mình chưa có thời gian để mà xây. Chắc mấy tập tới mình sẽ xây cho nó sớm thôi các bạn ơi. Rồi bây giờ thì mình sẽ làm nhanh cái kiến trúc bên này luôn nha. Ủa, chỗ này mình làm bị thiếu nè. Đó, bây giờ thì mình chỉ còn giống qua thôi. Rất là đơn giản. Đó, và bên này thì cũng như vậy các bạn ơi. Kéo ra nè. Trời ơi. Mới xây một xíu mà trời nó cũng sắp tối luôn rồi. Nhanh thiệt sự luôn các bạn. Ây da, chỗ này bị lố nè. Rồi, làm một cái trụ bằng cobblestone. Và mình sẽ kéo qua cái trụ cuối cùng nha. Sắp xong rồi, nhanh vãi cái chữ luôn đó. Mình xây hai cái chuồng này nó san sát nhau rồi các bạn ạ. Tại vì mình không có đủ cái diện tích để mà xây cho nó rộng đó. Nên là nó tầm như đây là được rồi. Ui, tính ra hai chuồng này cũng to chứ bộ. Ui, nó cũng to gần bằng hai chuồng bên kia á. Chuồng của mấy em báo đen này thì nó to hơn với lại cái chuồng hổ các bạn ạ. Tại vì hổ trắng á thì nó rất là hiếm. Còn báo đen thì chúng ta gặp rất là nhiều. Nên là mình xây như vậy đó. Rồi sẵn bây giờ mình sẽ đặt những cái slab thôi các bạn ơi. Ui trời tối rồi không biết có làm kịp không nữa. Mình
mình có bị thiếu slab không ta? Rồi, kéo qua bên này thôi các bạn ơi. Hình như là bị thiếu slab rồi đó. Để tí mình lấy ra thêm các bạn ơi. Rồi, xong cái phần ở đây rồi. Giờ thì mình sẽ tiến hành kéo cái chỗ này ra trước đi ha. Kéo cái phần mặt tiền ra trước nè. Tiếp theo là cái phần phía bên này. Bên đây chỉ kéo ra 3 ô thôi hả? Thôi bên đây kéo ra 4 ô đi, cho nó hợp lý một xíu. Bên đây cũng ra 4 ô nè. Chỉ có cái mặt sau này thì kéo ra 5 ô thôi các bạn ơi. Chúng ta còn hai mặt nữa thôi các bạn ơi. Mặt bên này và cái phần mặt cửa nữa là xong. Ui, bị thiếu kính hả ta? Thiếu kính rồi, mình sẽ lấy thêm kính ra mới được. Đó, và xong. Ủa, chỗ này bị gì vậy? Như là bị lắc hay cái gì đó các bạn ơi. Chúng ta sẽ đặt một cái lock đây. Rồi đập ra thì nó sẽ bị hết lắc nha. Ha, ngon lành cành đào rồi. Giờ thì mình sẽ lắp glowstone vào trong này thôi. Cũng như là chúng ta sẽ trồng thêm những loại cây nữa nè. Báo thì chắc đa phần sống ở tại Savannah quá, nên chắc mình sẽ trồng một cái loại cây, đó chính là Acacia thôi nha. Ồ, hy vọng là nó đúng. Rồi, bây giờ thì lắp glowstone vô đi, rồi tính tiếp các bạn ơi. Ăn một cái coi. Rồi chúng ta sẽ lắp glowstone vô nha. Đó, đầu tiên là hai cục ở hai cái góc này trước cái đã. Bên này một cục nữa các bạn ơi. Đó, mình sẽ tiếp tục giống qua thôi nè. Rồi, xong xuôi rồi các bạn ơi. Bây giờ thì mình trồng những cái loại cây acacia vào trong đây thôi. Đó, một em acacia. Trồng chắc tầm 3-4 cây thôi các bạn à. Đó, chỗ này là lãnh thổ cho báo đen nữa nè. Ui, hấp dẫn. Ấy, chết. Đó. Thế là mình đã xong chuồng của hai em mèo lớn rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi bắt báo đen trước nha. Đó, báo đen thì nó dễ bắt hơn các bạn ơi. Chúng ta sẽ lấy những cái pet amulet ra trước nè. Pet amulet của tôi. Mình nhớ mình còn 5 cái nữa. Để đó rồi ta. À đây rồi các bạn ơi. 5 cái pet amulet này á, lúc trước mình dùng để mà chứa mấy em bọ cạp đó. Rồi, bây giờ đi bắt báo đen trước coi. Panther nè. Ồ, ngoài này thì mình đã có được một em siêu tí hon rồi nè. Và chúng ta phải cho nó ăn thì mới thu phục nó được nha các bạn ơi. Và chúng ta sẽ còn thêm mấy cái miếng thịt heo nữa. Nó ăn thịt heo thôi. Đó. Đúng thịt heo nó mới chịu các bạn ơi. Và medallion. Đây mình sẽ cho nó ăn. Đâu rồi, cho mày ăn nè. Và đặt tên cho nó thôi các bạn ơi. Đây là Panther nha. Mấy em Black Panther đó các bạn. Ủa, cái vùng này chỉ có được một em báo đen thôi hả? Ồ, gần nhà mình luôn. Chỗ này thì trùng rất là nhiều luôn các bạn ơi. Có thêm mấy em vịt nè. Sao chỗ này lại có thêm một cái trái banh vậy? Wow, banh quá chừng ở đây luôn. Ờ, bên đây còn một em báo đen nữa. Con này là hình như là báo nhỏ nè các bạn. Thu phục nó luôn. Thuần phục nó luôn các bạn ơi. Panther, hai em báo đen luôn. Wow, chỗ này thì dê nó rất là nhiều các bạn ơi. Mấy con dê này thì nó ăn tạp lắm. Sau này thì mình sẽ nuôi dê sau nha. Chúng ta còn có một em gấu đen ở đây luôn nè. Chỗ này nhiều cái con màu đen quá vậy. Có con chuột nè, con chuột chuỗi cũng màu đen luôn. Thôi để mình qua cái vùng khác nha các bạn ơi. Mình còn Panther nữa nè. Đó là chúng ta đã có được hai em báo đen rồi. Ôi, bên đây có một em báo đen nhỏ nè các bạn ơi. Cho nó ăn một cái cục thịt heo và đeo cái huy chương cho nó là được rồi. Đó, đây chính là cái bảng tên cho pet đó các bạn ơi. Nó thu mày luôn nè. Đó là lại có thêm một em nữa rồi. Ủa, anh đây không còn em nào nữa ta. Ui, toàn heo rừng nữa các bạn ơi. Có cáo ở đây luôn. Ui, mà chúng ta còn gặp được sư tử nữa hả? Ui, sư tử nữa các bạn ơi. Sư tử đực luôn. Sợ vậy. Trên đây thì có một con gì đây? Một con sư tử cái.
Hình như chỗ này chỉ có một em báo đen tí hon đó thôi các bạn ơi. Ô, chúng ta gặp được hổ trắng nữa nè. Wow, hổ trắng này tí mình sẽ dắt về nha. Ngon lành. Hên quá các bạn ơi, không biết sao thì nhưng gặp thêm được hổ trắng nữa. Đã vãi chưởng luôn đó. Rồi, hết rồi. Mình coi qua đây có tròn chỗ nào cho báo đen nữa không. À, Panther nữa nè các bạn ơi. Đây là những cái vùng mà mình đã đi từ trước đó rồi đó. Oh, chúng ta gặp được báo đen nè. Ôi, chúng ta gặp được mấy em gấu trúc nè. Một em báo đen khá là to luôn. Một con báo đen này mình đâu có thuần hóa được đâu. Cho nó ăn được nhưng mà không có thuần hóa được các bạn ơi. Tại vì nó lớn rồi. Nó lớn như thứ này thì cái bản tính săn mồi của nó đã ăn sâu vào máu rồi. Nên chúng ta không có thể thuần hóa cho nó hiền lành được. Chỗ này thì có luôn đà điểu nè. Wow, có đà điểu ở đây luôn. Đà điểu thì chắc những tập tiếp theo mình sẽ làm về nó quá. Ôi, có một con heo rừng siêu tí hon kìa. Xịn vậy. Bên đây có một con nữa. Ủa, sao mình lâu cái vùng này chi vậy? Sao không có báo đen mà? Có con bự thôi à? Để mình kiếm coi qua đây có còn cái con nhỏ không nhớ bạn ơi. Ủa, số kỳ vậy ta? Không có báo đen nhỏ hả? À đây, nó bên đây nè các bạn. Wow. Đây, nó chạy qua bên này hồi nào không mình không hay luôn. Báo đen nhỏ thì thuần hóa nó thôi các bạn ơi. Bender, lại thêm một em nữa. Ngon lành liền. Rồi, để mình coi mình còn cái chỗ nào nữa không. Chỗ Scorpion này thì mình đã qua chưa ta? À, chỗ này mình còn có con bọ cạp nữa các bạn. Bắt nó về luôn. Wow, chắc mình thuần hóa đâu trong cái lúc mình đi mai thì phải. Mình có còn mấy cái chỗ cho rùa nè, rồng Komodo, hổ trắng. Ôi, và báo đen không thấy nữa hả? Mình không thấy báo đen nữa rồi các bạn ơi. Rồi thì chắc bây giờ mình sẽ tiến hành đi về nhà và thả mấy em báo đen ra nha. À, đầu tiên thì chắc mình sẽ thả em bọ cạp đi ra trước các bạn ơi. Hên quá, nãy đi có gặp được một em bọ cạp. Ui, sao mấy em bọ cạp này mất máu dữ vậy? Đây các bạn ơi, chúng ta có được một em bọ cạp nè. Oh, một con bọ cạp thường thôi. Ui, hai con này nó cắn nhau hay gì mà mất máu dữ vậy ta? Và con này mình có thể cởi được nữa bạn ơi. Nhưng mà đi hơi bị chậm thôi. Rồi bây giờ thì đi thả báo ra thôi nè. Thả báo đen ra. Ủa, mình đã có được 4 em báo đen luôn. Ngon lành. Một em nè, hai em, ba em và 4 em nha các bạn ơi. Ủa, 4 em báo đen sẽ ở trong này nha. Hy vọng là tụi nó có thể sinh sản được với nhau. Rồi để bây giờ mình đi ngủ một cái đi. Trời, nó cũng đã rất là tối rồi. Đi ngủ cho nó chắc các bạn ơi. Wow, xịn sò. Bây giờ thì đi bắt hổ trắng về thôi nè. Bắt hổ trắng thì chúng ta còn phải dùng dây. Tại vì hổ trắng nó to rồi, nó không có nhỏ như là mấy em báo nữa. Nhưng mà mình phải dùng dây để mà kéo nó về các bạn ơi. Đây mình có 26 sợi dây luôn. Ngon. Đầu tiên thì nó có một em hổ trắng gần nhà mình nè. Ui, có được hai em chứ bộ. Mình sẽ kéo cái em xa trước nha các bạn ơi. Đâu rồi, đây, có một con hổ trắng nữa bạn ơi. Đó, chúng ta sẽ kéo đi đường nào về đây, đường này các bạn ơi. Ok, đi nào. Bắt hổ trắng về các bạn ơi. Chứ không phải là thuần hóa nữa. Con này là bắt về luôn. Wow, có cả sư tử đực ở đây luôn nè. Nhưng mà sư tử đực này thì không có được thuần hóa rồi. Ở nhà mình có mấy con sư tử đực nhưng mà đã được thuần hóa. Đó, nó xịn sò hơn nhiều. Ui ui, bị đứt dây rồi các bạn ơi. Wow, nó không chịu đi. Để đây nè. Ui, nó không chịu đi các bạn ơi. Hình như chúng ta phải chế tạo thêm mấy cái cầu thang để mà kéo nó cho nó dễ đó các bạn à. Chắc mình sẽ dùng cầu thang bằng cobblestone thôi. Trời ơi, khó khăn quá vậy trời.
À, nó đã chịu đi rồi nè. Nhưng mà mình làm cầu thang đi cho nó chắc. Là một stack luôn các bạn ơi. Rồi, bây giờ thì kéo đi thôi nè. Đấy. Đi vào vùng nào đi ta? À, đi bên này đi các bạn ơi. Kéo em hổ trắng này đi thôi nè. Hi, xịn sò nha. Quyết nó có chịu leo lên không nữa. Nếu mà nó không chịu leo lên, nó chúng ta phải đặt cái cầu thang cho nó leo lên nha các bạn ơi. Đó. Bây giờ qua bên đây, qua đây, đi đâu vậy? Qua bên đây. Đó, đặt cầu thang thì nó leo lên rất là dễ luôn đó các bạn ơi. Em này lì quá các bạn ơi, mình phải đặt cầu thang cho nó lên mới được. Đó. Đặt cầu thang để mới chịu lên. Đó, nó nhảy lên từ từ đây. Đó, qua bên đây mình gặp được một em hổ trắng nữa nè. Em hổ trắng này mình gặp đã khá là lâu rồi đó. Bây giờ mới có dịp để mà kéo nó về nhà đó các bạn ơi. Rồi, cùng đi nào em ơi. Xịn sò nha. Mình sẽ xóa những cái địa điểm của tụi này đi. Mấy câu này á, khi mà lôi nó về nó rất là cực khổ luôn. Không lên thì tụi đặt cầu thang tụi kéo lên luôn. Đó, lên chưa? Ôi, nó chịu lên rồi các bạn ơi. Thôi, kéo nó về, kéo nó về thôi. Cuối cùng cũng đã lôi thành công được hai cái em hổ này về nhà rồi nè. Wow, mấy em hổ trắng. Mấy em hổ này nó hiếm thực sự luôn đó các bạn ơi. Nó đã hiếm mà kích thước nó còn to như thế này nữa, sao thuần hóa nó được. Thôi, đi về nhà thôi mấy đứa ơi. Xịn sò nha. Rồi, kéo vô đây. Đi vô đây. Đi vô đây. Đi vô đây hai con này. Nó tính chạy ra ngoài nữa các bạn ơi. Đóng cửa lại. Ok, xong rồi đó. Ơi, và cuối cùng mình cũng đã dắt thành công hai em hổ trắng đi về nhà rồi đó các bạn ơi. Xịn sò thiệt sự luôn. Bên kia thì mấy em báo đen. Ủa, nó vẫn chưa lớn lên hả? Ôi, và đây chính là mấy em hổ trắng nè. Ôi, đi. Đi ra khỏi này thôi các bạn ơi. À, bảo đèn. Mình có thể dùng cái cây whip này để mà cho tụi nó ngồi xuống nè. Ồ, và đứng lên luôn nha các bạn ơi. Wow, xịn vãi chưởng ạ. Mấy cái em mà được mình thuần hóa rồi thì nó có thể ngồi xuống đứng lên được nha các bạn. Ôi trời, nó cũng đã tối luôn rồi. Nhanh vãi. Wow, chuồng chuồng nè các bạn ơi. Ôi, mình nghe cái tiếng chuồng chuồng sao nó lạ quá à. Rồi, để bây giờ mình đi ngủ một cái đi. Ở đây thì mình còn thỏ, còn rùa, còn mèo, còn mấy con chó sói. Mình chưa làm nhà cho tụi nó nữa. Ôi, khá là nhiều loài đó các bạn ơi. Ngoài ra thì còn cá nữa. Ui, cá trong đây hồi nãy các bạn thấy không? Nhiều vãi chưởng đó. Ui, bây giờ mình mới thấy có chuồng chuồng ở đây luôn các bạn ơi. Xịn thiệt sự nha. Ok, thì video ngày hôm nay mình đã tiến hành hoàn thành xong tất cả các loài mèo lớn trong cái mod MO Creator rồi nha các bạn ơi. Ở đây chúng ta đã làm chuồng cho mấy em báo đen, cũng như là chuồng cho hai em hổ trắng nha. Đâu rồi, hổ trắng của chúng ta đâu rồi? Đây các bạn ơi. Ui, cái gì vậy? Ui, có mấy con golem nè các bạn ơi. Ồ, nó đấm mình. Vãi cái chưởng ạ. Ui, dưới đây quái không các bạn ơi. Đây mình chưa cắm đuốc nè. Ây da. Ui, cái con zombie tí hon này đánh mình đau với chưởng các bạn ơi. Nó rất nghiêm rồi. Ngáo nè. Ui, dưới đây zombie nhiều kinh khủng lắm các bạn ơi. Có mấy em zombie dân làng nữa. Rồi, bây giờ để mình teleport lên trên đi. Mình vừa sửa lại cái chuồng cho mấy em hổ trắng rồi các bạn ơi. Wow, và mình cũng cắm đúc ở phía bên dưới luôn rồi. Rồi, tao nói kinh khủng thiệt sự luôn đó. Nó nổ một phát cũng ứ hự tôi luôn à. Và thì để mình xuống dưới mình coi thử coi. Dưới đây nó còn cái gì không? À, dưới đây chúng ta còn được mấy em skeleton rồi nữa các bạn ơi. Có cả một con zombie dân làng đây nữa nè. Rồi thì chắc video của mình tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy video này hay, đừng quên bấm lại một like, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.